hôm nay mình đi bắt clam nữa các bạn ơi. Rồi, lát mình xuống mình đào, mình cho các bạn coi nha. Ở chỗ này á cũng nhiều lắm đó các bạn. Ở đây cái bãi biển nè. Bãi biển nay quá trời đông người luôn á. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà cái chỗ đào sò này được mở đó các bạn. Cho nên là đông á. Chỗ này dễ bắt sò mà nhiều sò lắm các bạn ơi. Đó, nhìn parking này đông quá trời, không có chỗ park luôn nè các bạn. Mọi người đang bắt luôn nè. Quá trời luôn nè. Đào được nhiều chưa? Mới tới nè, đào quá trời một lố thôi. A lot. Just keep digging this hole. Ồ, cái này con cái này con horse clam. Okay, yeah. Okay, yeah. Yeah. Đó. Good, nice. It's good. It's good. Rồi bấm đi, bấm đi. Nào, lắp đây đừng lắp chạy. Đây, xuống rồi xuống. Bấm đây. Ở đây. Đó, rồi con đào tiếp đi. Đó, bé hoàng. Dạ. Ôi, nó con đào thôi. Khó đào, nó kiếm hiểu không? Nó nhiều lắm. Đó, dày dày như bà em, rất là dày. Đó đây à. Đó, nhiều không? Mới xuống à, mấy cái sẹn là đầy rồi nè. Nãy giờ được nhiêu đây rồi nè. Đó không? It's dead. No. No, it's a lot. Yeah, it's bự. Con nó bự á. It's peeing. Nè, bỏng đây. Bỏng đây. Why are you throwing it? It's gonna crack your shell. Says you. Okay, start digging this way. You see that? Đây, 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 đó. Chưa, đào dễ lắm nè các bạn ơi. Móc móc gì cũng có nữa nè. Đó đây nè. Nó té à, nhiều nè. Đó. Look at my tail, dude. Come on. Đi nè, con mang luôn, dục hết lên 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 đây con. Con đào đi rồi má lụng cho. Ừ, đó, bự hết chưa? Ừ, rất nhiều quá nhỉ. Đây nữa nè. Đó, chưa? Cái vỏ nó xịt lên á. Cái đó. Nó gì sợ, đó, thấy chưa? Đây, 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 đó. Đó, cái nằm hết thấy không? Môi môi thôi, đây nè. Đó, thấy chưa, môi. Chưa. Mà cái này nó lên nè. Đó này cái này. Nhiều chưa? Còn chút xíu thôi coi cái vòi á. Cái vòi này. Đây. Thấy chưa? Rồi. Mà mấy cái này là sao? Sao bể rồi? Đang nhẹ nhẹ no, thôi. Đó, cái gì không có, I can't. Đó, nè, bự nè. I get more doing that. Bay đào này, tí bay lắp nè. That's fine. Nè, coi nè, thấy chưa? I gotta be careful. Chút xíu là xong rồi. Đó, nè, trúng ổ rồi nè. Chỗ này là trúng ổ rồi các bạn. Moi 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 mấy cái rồi là... Đó, cá chưa? Mau mấy cái là trúng nó rồi đó. Ú, nó xịt lên. Trúng nó là nó xịt nước lên nè. Đó. Mình đào bằng cái bay thôi nha các bạn. Mình đào cái này thôi nè. Mà cũng đào được nữa nè. Nó xịt lên á. Đây nè. Đó. Bự nè. Okay. Nè. Đó, biết chưa? Nè. Cái này nhiều nhiều luôn nè. Wow, đây đây này. Ồ, đây không phải. Đó, đây. Đó. Đó, đây này. Ồ, đây có con baby clam nè. Đó, baby clam. Cái này. Đó. Đó. Ờ. Bỏ tay luôn á.
chiều này đào xong rồi không có đào rồi không có ngó gì để nữa, em bỏ đi à, mấy con bự đó con. Cô Dung lấy con này. Hot lem thì nhiều lắm. Đó muốn lấy này nè. Ăn không ngon bằng butter clam. Dạ. Bự vậy nè. Đó con đó ok. Dạ. Con đó được. Con đó butter clam á. Đó, cô Dung đi mót không nè. Thấy chưa, mót không mà bự không. Đâu cần phải đào đâu. Đây nè, đó. Bự chưa. Chiều rồi nè. Đó. Bự này, đó, còn bự chưa. Ui trời ơi, bự nè. Tay mình nè. Đây nè, đó, thấy chưa. Ủa, nó xịt đấy, nó xịt nước. Đây này. Đó. Nè. Đây. Đó. Còn lỗ một cả đống luôn này. Nhiều này. Xịt nước tùm lum hết á. Ồ, còn đây con đấy này. Đó, bự này. Đó, bự này. Chưa. Đây. Mình moi cho. Đó. Đó rồi nè. Nè. Đó 15 phút đừng đóng rồi nè các bạn ơi. Hay đóng rồi nè. Đây rồi đi rửa. Ô có mình được nhiêu đây nè các bạn ơi. Bây giờ mình đếm á. Đếm thì mình bỏ vô trong cái xô của mình nè. Nếu mà sau này không ấy thì má lấy về. Còn của má lấy cho má mấy con lớn với lại mấy con nữa. Ồ lớn quá trời vậy. Dạ, cho má lớn. Wow, mấy con nó bự dễ sợ chưa. Wow. 3 thùng rồi nè. Mấy người em mình với lại má mình xuống bắt được 3 thùng rồi. Này bắt ốc gì nữa. Ồ, ốc này về xào dừa nè các bạn. Đi trên cầu đó các bạn, mình đang chạy trên cầu để mình qua khỏi cái đảo bên đó để mình qua đảo bên này. Bây giờ người ta ngăn hết mấy cái thành này rồi, người ta không có cho mình xuống dưới này các bạn, người ta mình hết lại luôn rồi này. Này mình đi trên xe này. Chỗ cái cầu Deception Park đó các bạn. Cái cầu này rất là lớn và đẹp. Đó các bạn thấy không? Đây là cái cầu Deception Park. Là cái cầu rất là đẹp các bạn. Nhìn đứng ở trên cao lắm, mình nhìn xuống á, dưới rất là sâu. Chỗ này biển rất sâu á. Ồ có con ó nó đang bay. Đẹp chưa? Oh wow. Cao lắm, thuyền nó đi dưới, thuyền lớn lắm mà đi, người ta đi á mà nhìn mình nhìn xuống nhìn có chút xíu à các bạn này, đó đẹp lắm không, đó cảnh nó đẹp lắm các bạn ơi, mà cái chỗ này á cái nước lên nước xuống mà cái nước nó chảy á rất là mạnh á các bạn, nếu mà đi mà không cẩn thận mà đi ngang qua đây đó
cũng có thể bị nước xoáy. Nhiều người cũng tới đây đứng coi lắm các bạn. Chỗ này rất là nổi tiếng, một cái view rất là đẹp mà nổi tiếng ở đây luôn đó các bạn. Này là mùa dịch cho nên là họ đóng, không có cho coi hai bên các bạn ơi, cho nên nó là rất là ít người, không có như mọi năm. Mọi năm á chỗ này rất là đông xe mà đông người. Cho các bạn coi một chút xíu cảnh đẹp vậy thôi nha. Rồi mình hẹn các bạn lần sau ha. Theo dõi video của Thùy Dương Cuộc Sống USA, mong các bạn tiếp tục ủng hộ kênh của Thùy Dương Cuộc Sống USA nha các bạn. Xin chào các bạn, bye bye, chúc các bạn một ngày vui vẻ nha.